sáng thế kỷ chương sau. nhưng uh, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi rồi ngươi và vợ các con và các dâu của ngươi đều hãy vào tàu bất chấp những sự phán xét đầy kịch tính những cái chuyện uh, sắp xảy ra từ lúc mà Chúa nói cái mạng lệnh Chúa nói với lại uh, Noe cho đến khi nước lụt là trăm hai mươi năm Đức Chúa trời sẽ lập giao ước với Noe và ông và gia đình sẽ được cứu Đức Chúa trời cũng sẽ sử dụng Noe để cứu những sinh vật mà Ngài định cho nó được sống để được tiếp tục sau trận lụt. Cái chữ giao ước này đây là lần đầu tiên mà chữ giao ước được dùng. Ngài cho Noe biết mục đích của Ngài là hủy diệt thế gian bằng nước, cái bí mật của Chúa ở với họ khiến họ kính sợ Chúa. Thì tiên 25 câu 14 thì nói rằng Đức yêu Va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Nó khiến cho tất cả các tín đồ có thể hiểu về những lời của kinh thánh viết và lần này thì chúa chúa nói rằng đó là chúa sẽ hủy diệt bằng nước cái uh, chữ giao ước ở đây ấy, là qua đây thì mình thấy học được là nói về sư chúa quan phòng người mà được chúa lập giao ước vậy thì người được chúa lập giao ước nói đến cái sự bảo vệ ý nghĩa là sự được bảo vệ cái sự quan phòng của chúa cho đến về uh, thuộc thể cho đến khi mà ngày tận thế khi kết thúc thời gian giao ước trong ân ân điển của Chúa, ân sủng rằng Đức Chúa Trời là Chúa của Noe, Ngài là Đức Chúa Trời của Noe. Như có đề cập đến là cái chiếc tàu này nó giống như hình chiếc hộp phải không? chiếc hộp nó nó lanh đanh trên mặt biển, có thể chứa hơn 18 con tàu. Bình thường ngày nay nó Đức Chúa Trời có thể đảm bảo cho Noe và mình thấy là để chuẩn bị, chuẩn bị nó không phải là đơn giản. Noe phải có đức tin lắm mới là chuẩn bị được. Rồi câu 19 về các loài sinh vật, người hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi, đặng giữ tròn sự sống. Chúng ta xem đây cũng là một cái phép lạ nữa. Một phép lạ là các cái loài đấy, chúng tự đến cái nơi đó và sau đó là Noe dẫn vào tàu. Chứ không phải là tự vào tàu mà là tự đến, Chúa khiến cho đến gần tàu và Noe dẫn chúng vào tàu. Các loài sinh vật. Ở đây là từ loài thú, loài chim và loài bò trên mặt đất. Người hãy giữ tròn sự sống này chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ hai con sẽ đến cùng ngươi để ngươi giữ tròn sự sống cho. Thật ra đây là các cái công việc của Chúa, các cái công việc của bàn tay của Ngài. Và bây giờ thì những cái loài vật này đến để Noe là cái người bảo quản, bảo vệ sự sống. Câu 21 là người hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo đang để dành làm lương thực cho các ngươi và các loài đó. Ô, chuẩn bị những cái đồ ăn này là không đơn giản. Mình thử hình dung xem, một cái công việc nó rất là nhiều đấy. Đức Chúa Trời cũng truyền lệnh cho Noe phải lấy hết thức ăn cho tất cả các loài. Công việc rất là nhiều. Noe làm điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Như vậy thì Noe được đã làm được một công việc rất là vĩ đại. Mình không nghe thấy Noe phàn nàn hay là nêu ý kiến gì. Bởi vì với số lượng nhà 8 người mà lại có thể làm được. Cái phim Noe họ sản xuất lần cuối cùng ấy, nó không đúng với kinh thánh cái tây chắc là cũng lần cuối cùng nhưng mà cũng là năm bảy năm rồi phim tàu noe đấy là bởi vì trong cái phim đó ấy họ quay là có những cái người khổng lồ nó giống như là người đá đấy nhưng thực chất đấy đó là gọi là watcher mà watcher là những thiên sứ sa ngã giúp đỡ noe để xây tàu rồi giúp đỡ noe để mà bảo vệ những cái sự vụ tấn công của những người khác thì nó không đúng cái... kinh thánh chỉ ghi thì ghi ở đây nó tóm gọn là Noe làm yeah. rồi tất cả những cái đồ ăn như vậy nữa tất cả những đồ ăn như vậy cũng thật là kỳ lạ à, qua đây thì mình thấy rằng Noe không có thu mình lại thu động trước những gì mà Đức Chúa Trời phán tất cả những gì mà Chúa truyền cho ông thì ông đã vâng lời theo ông là một người anh hùng hay là một người được theo đúng nghĩa đấy để cứu nhân loại ngày nay trên phim ảnh thì mình thấy có nhiều cái phim mà về ngày tận thế và nói rằng có người xuất hiện để mà cứu cứu thế gian ấy khỏi những bom hạt nhân khỏi những uh, sự thảm họa khỏi những thảm họa mà quả thật về nghĩa đen ấy, là con người bom hạt nhân lại đứng trước thảm họa bây giờ thì có hai cuộc chiến tranh tuy là hai nước nhỏ thôi cuộc chiến tranh của hai nước nhỏ với nhau thôi nhưng mà đằng sau hậu thuẫn đằng sau là hai, hai cường quốc lớn mà đã găm ghe với nhau rồi đó là thổ với lại nga là Armenia với bay sang ở những cái uh, chiến tranh ở những cái nơi đây đâu đó trở lại đây trong Noe thì là người mà giải cứu thế gian theo đúng nghĩa đen ở trong thời đó AC e trên chương 14 câu 14 uh, nói về vai trò của Noe thì dẫu trong đất có ba người ba người này đó là Noe, Daniel và Job cũng chỉ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình Chúa Jehovah Jehovah phản vậy chỉ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình trong đời AC e trên ấy là mọi người bị rơi vào cái sự không công bình rơi vào tội lỗi nó đến mức mà không có ai được cứu mà cũng chỉ cứu được linh hồn của mình thôi bởi vì người rao giảng về sự công bình hai phía rơ thư phía rơ thứ hai chương hai câu năm nếu ngài chẳng tiếc thế gian xưa trong khi say nước lụt phạt đời gian ác này chỉ gìn giữ noe là thầy giảng đạo công bình với bảy người khác mà thôi noe đã phán xét thế gian bằng cách dâng điều mà mình làm theo như lời Chúa bảo làm sự cứu rỗi, sự cứu, giải cứu ở trong chiếc hòm, đúng nghĩa là chiếc hòm nha, cái chữ chữ đấy mà trong mà cả thế giới đã chối bỏ. Hebrew chương 11 câu 7. Bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo uh, cho về những việc chưa thấy và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình, bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy ấy là người rao giảng về sự công bình. Trong sức mạng 120 năm đấy thì không ai được cứu. Và chúng ta thấy trước đây thì Chúa bảo là đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Cũng có một cái nghĩa mà có người họ giải kinh họ nói rằng đây là do là bởi vì khi từ khi Chúa nói cho đến lúc mà cơn lụt là 120 năm. Là 120 năm. Sống 220 năm mà thôi. Ông Poole thì nói rằng công việc đóng tàu là công sức tốn kém, tẻ nhạt, nguy hiểm và có vẻ ngốc nghếch, lỗ bịch. Đặc biệt là khi mọi thứ vẫn tiếp tục trong cùng một chiều hướng và nó cứ đều đều nhàn cư an toàn nhiều năm. Nó không nghi ngờ gì nữa, Noe chỉ toàn nghe những bài hát của kẻ say rượu và môn thể thao của những người rèn luyện ở thời đại đó. Vì vậy không lạ gì mà khi nhắc đến đây là hành động này thì là một anh hùng của Đức tin. Đức Chúa Trời cho Noe biết mục đích của ông là hủy diệt thế gian bằng nước. Và đó là một cái điều bí mật. Và như vậy thì ông không có xây tàu ở gần biển, gần sông, ông làm tàu trong rừng. Cái chữ mà giao ước chúng ta thấy lần đầu tiên ấy mà Chúa lập ước với Chúa lập ước với Noe. Như vậy thì sao? Câu hỏi là chúng ta là cơ đốc nhân có được Chúa ngài lập giao ước không? Chúng ta được Chúa lập giao ước. Chúng ta cũng nhớ rằng đó là Chúa nói là đừng sợ kẻ giết thân thể mà không làm gì được linh hồn, nhưng hãy sợ đấng có thể khiến thân thể và linh hồn vào trong địa ngục. cuộc đời, cuộc sống của chúng ta ấy không phải là chỉ có đời này thôi, mà điều quan trọng nhất ấy được cứu này cái con tàu Noe là Chúa Giêsu của chúng ta, Chúa Giêsu là tàu Noe của chúng ta là sự sống đời đời. Chúa Giêsu ban sự cứu rỗi đến ban sự sống đời đời. Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần, được vào thiên đàng. Hãy ăn năn vì nước Đức Chúa Trời đã đến. Chúng ta không phải là đời này vì đời này mà chúng ta tin Chúa, không phải vì đời này mà chúng ta tin Chúa. Và như trong câu chuyện này là những con vật ấy nó tự đến với cái tàu là đây là Chúa khiến. Trong lời đây là nói là ta sẽ khiến cho các cái loài đó nó đến. Và ngươi sẽ dẫn nó vào tàu. Rồi chương sau thì nói rằng là Chúa sẽ đóng cửa tàu. Như vậy là cái việc đóng cửa này nó quan trọng và nó không thể, con người không thể làm được. Cho nên Chúa mới bảo là ta, Chúa được yêu và đóng cửa tàu. Chúng ta là được Chúa Ngài lập giao ước. Thì lời hứa của Ngài đó là Ngài bán sự bảo vệ. Nhưng mà sự bảo vệ này chúng ta nên nhớ rằng ấy, về thuộc thể nhưng mà điều trước tiên đó là về thuộc linh. Đó là sự cứu rỗi, là sự cứu chuộc đời đời mà Chúa Ngài ban cho. Giao ước mà Chúa Yêu Sư, mỗi lần mà chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta nhớ lại giao ước mà Ngài làm. Nhớ lại giao ước mà Chúa Yêu Sư Ngài làm. Ngài đã chịu thay cho chúng ta. Ngài đã vì, vì chúng ta mà không tiếc con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ. Roma chương 8 câu 18 Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng này mà trong đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, nhưng chẳng phải tự ý mình bè là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần vợ trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, thì ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi sao còn trông làm chi? Xong nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của thánh linh là thể nào vì ấy là theo ý đức chúa trời mà ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến đức chúa trời tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn ngài đã định vì những kẻ ngài đã biết trước thì ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con ngài hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy ai sẽ lên án họ ư đức chúa jesus christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa ngài đang ngự bên hữu đức chúa trời cầu nguyện thế cho chúng ta ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng christ có phải hoạn nạn khốn cùng bắt bớ đói khát trần truồng nguy hiểm hay là gươm giáo chăng như có chép rằng vì cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngày họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt trái lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Giao ước với Chúa thì có sự an toàn ở trong Ngài. Còn nếu giao ước với thế gian thì sẽ nhận cái phần thưởng của thế gian và khi mà ở trong Chúa rồi ấy, thì ở đây là họ coi chúng tôi như chiên đem đến hàng làm thịt. Nhưng mà Chúa ngài bảo vệ cái những cái câu này nó nó rất là giống trong thời của Phao-lô, nó không khác gì thời chúng ta ngày nay, cũng là về cái chỉ có một khác một điều đó là giờ cuối cùng là đây rồi, à, những giây phút cuối cùng khi mà chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Vậy hãy chú ý về cái con tàu này, cũng có những con tàu giả, tại vì đã gọi là tin lành giả thì có những con tàu giả có Đức thánh linh giả có Jesus giả và chúng ta cũng đừng có bị bối rối, cũng đừng bị bối rối. Đáng lẽ ra khi chúng ta là người tin Chúa thì chúng ta lại nói ồ bây giờ mình có hy vọng hơn chứ? Bởi vì trước đây mình chưa tin Chúa mà không ngờ Chúa cứu mình. Mà bây giờ khi nghe như vậy thì đáng lẽ mình không nản chí chứ. Mình càng được uh, có được tin hơn để làm sao? Bởi vì tôi có thể đọc được kinh thánh, tôi có thể nghe được lời kinh thánh để biết được rằng Chúa Jesus thật của mình đó là ra khỏi Babylon ấy. Tôi muốn nói để làm một sự cảnh báo và tỉnh thức ấy và để cho bất kỳ cái hình tượng nào nó nằm trong ba cái yếu tố đấy nhờ nơi quyền năng thánh linh ấy thì chúng ta sẽ được sẽ được đến gần cái con tàu nó đến gần Chúa Giêsu thật và lời Chúa của chúng ta cảm ơn Chúa cho lời của ngài và Noe đó là hình ảnh của Chúa Giêsu của chúng con ở trong Chúa Giêsu mà chúng con được nhận sự cứu rỗi không phải chỉ là sự cứu rỗi trong thuộc thể thôi mà là về cả thuộc linh và điều đó là điều quan trọng nhất con cảm ơn ngài Chúa ngài ban sự cứu rỗi cho chúng con